欢迎继续收听你的月亮我的心。Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang ẩm thực cùng gia đình đi tết niên tại quán Hana, số 25 Phạm Viết Chính. Phúc Khang mời cô chú anh chị và các bạn xem video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc Khang ẩm thực sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn quán Hana. Tại đây quán Hana chuyên có các món nướng buffet tại số 25 Phạm Viết Chính và quận nhất cho cô chú anh chị và các bạn. Thì quán Hana thì Phúc Khang cũng đã đến một lần rồi, năm nay Phúc Khang lại đến một lần thứ hai. Phúc Khang sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn quán Hana có những món như thế nào. Không gian quán Hana bên ngoài nhìn vào rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ Phúc Khang sẽ vào bên trong. Thì quán Hana nó có một tầng trệt và một tầng lầu. Đây là gia đình của Phúc Khang. Thì Phúc Khang sẽ quay một vòng trong quán cho cô chú anh chị và các bạn xem. Không gian quán rất là đẹp cũng như là rất là lịch sự. Thoáng mát nha cô chú anh chị và các bạn, rộng rãi. Hôm nay Phúc Khang đi rất là đông. Thì ở trong đây là quán Hana sử dụng máy lạnh luôn, cho nên là rất là mát mẻ. Đặc biệt quán Hana với vé chỉ có 290k. Tất cả các món ăn rất là nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là menu, Phúc Khang sẽ quay cho cô chú anh chị xem những cái thức ăn ở đây. Thì quán Hana có rất là nhiều món ăn. Thì cô chú anh chị nào có gần địa điểm ở quận nhất, cũng như cô chú anh chị em nào có đi ngang quận nhất thì hãy ghé đến quán Hana để mình thưởng thức các món ăn như ở đây nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là nhiều món ăn luôn cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt ở quán Hana buffet thì nó có một cái đặc biệt như vậy nha cô chú anh chị và các bạn. Có thể là mình không cần đi lấy món. Ở trên menu nó có cái gì thì người ta sẽ dọn hết cho mình, có nhân viên phục vụ tại chỗ cho mình luôn. Cái nào mình không ăn thì mình để lại, không cần mình phải chen lấn đi lấy thức ăn. Thì mình thích món nào mình ăn hết cái những cái món ở trên bàn mà nhân viên bưng tới, mình có thể là mình gọi thêm, người ta sẽ bưng tiếp tục. Không có hết món ăn nha cô chú anh chị và các bạn. Cho nên là cô chú anh chị em đến quán Hana thì rất là thoải mái. Không phải bưng đĩa, phải chạy đi lấy, đi chờ từng món ăn mà các nhân viên khác đem tới cho mình. Ở đây là người ta sẽ dọn sẵn lên bàn cho mình luôn, mình không cần phải đi lấy. Thì rất là nhiều món ăn, kể cả pizza cũng có luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây có cái món tráng miệng cũng như là kem với bánh lăng. Thì mình muốn ăn bao nhiêu thì mình cứ nói nhân viên người ta sẽ mang đến cho mình. Còn đây là gia đình của Phúc Khang. Thì năm nay thì gia đình Phúc Khang sẽ tết niên tại quán Hana. Mỗi năm thì gia đình Phúc Khang đến nhà hàng
sinh thái Bình Xuyên, nhưng năm nay thì Phúc Khang sẽ đến quán Hana. Đây là cái món nướng nhân viên đã đem đến cho mình nha cô chú anh chị và các bạn. Mực và bạch tuộc, tôm, rất là nhiều món ăn. Thì một đĩa như vậy mình có thể mình ăn hết, mình có ăn nữa thì mình cứ báo nhân viên người ta sẽ mang đến cho mình tiếp, mình không cần phải đi lấy. Bò cuộn nấm kim châm. Bạch tuộc, mực nang và tôm, thịt bò nấm kim châm. Những cái thức chấm cũng như là các thứ thì mình cứ gọi nhân viên người ta sẽ đem mang đến cho mình, hoặc là nhân viên người ta sẽ thấy người ta sẽ để tự đem luôn, rồi mình không cần phải đi lấy. Ăn lại đâu thôi vậy? Đây bạn có khen cái vị nướng không? Thì cái món khai vị thì nó có như là bắp luộc. Cái đĩa của Khang đang thấy trên bàn là cái lá, đây là bạch tuộc. Cái này là sườn bò. Còn này là vú, vú dê. Vú dê nha cả nhà. Hào. Hào. À, sao đẹp, sao đẹp, xin lỗi, sao đẹp. Món ăn là con ma. Đây là phi lê bò. Con biết chở làm bánh trái dù dù sò đẹp nướng phô mai. Rồi bố lông đẹp trai ghê á, lớn rồi đứa nào cũng bắt cỡ á. ăn như cái máy vậy. Ăn khó chứ lưỡi. Cá nè. Cá nè, chó chưa đua cá nước. Cá bò. Cá bò. Cá chè bò nè cả nhà, thật không ạ? Cá chấm vỏ, miếng vỏ mà nó chưa hết nó đều. Cho 5 giờ.
an nó chưa cháy xung quanh. Ăn cơm đi. Ăn đi có gì họ. Thì nhân viên thấy trên bàn thiếu cái món gì hoặc hết cái món gì là nhân viên tự động sẽ đến lấy cho mình, không cần mình phải đi lấy. Mình cá dữ rồi. Quá trời hấp dẫn luôn cả nhà. Quá trời muốn ăn luôn. Này vé bao nhiêu anh đâu? 290. Vé 290 thôi cả nhà. Rồi. Vé nè. Quá trời ăn 290 tới. Ăn luôn. Sò đẹp. Bò. Bò sò. Đồ ở đây đâu có chín đâu, nó đâu có nữa đâu. Chứ người ta không giới hạn cho mình là một vé chỉ có một đĩa nha cô chú anh chị và các bạn, cho nên là cô chú anh chị và các bạn và cũng như quý khách cứ yên tâm. Không gian quán rất là rộng rãi, thoáng mát. Ở đây người ta sử dụng máy lạnh hết nha cô chú anh chị và các bạn. Còn trên lầu nữa nha cô chú anh chị và các bạn, trên lầu rất là rộng. Lần trước Phúc Khang đã đi thì Phúc Khang ngồi trên lầu, nhưng mà lần này thì Phúc Khang ngồi dưới đất. Còn đây là bánh lăng, cái món tráng miệng nha cô chú anh chị và các bạn. Có thể mình ăn 3, 4, 5 cái, 4, 5 đĩa gì đó, mình ăn là mình cứ gọi thôi. Quả kem, chỉ sợ là mình ăn không nổi thôi, chứ người ta không giới hạn mỗi người một cái đâu. Một người có thể ăn 4-5 cái thì cũng được hết, tùy theo cô chú anh chị và các bạn. Người ta chỉ tính trên một cái vé đó là 290k, cô chú anh chị và các bạn ăn khi nào ăn không nổi thì thôi. Hoan nghênh quý vị đến với chương trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì gia đình Phúc Khang đến đi ăn cái Tết niên tại quán Hana đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn video tiếp theo. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều.